Về văn biểu cả phát biểu cảm nghĩ về một đồ chơi mà em yêu thích. Bài Văn Mẫu. Thời còn bé, trẻ con chúng tôi ai chẳng thích đồ chơi và còn thích có người chơi với nữa chứ. Trẻ con bây giờ đua nhau chơi ô tô, xe tăng và những con robot. Nhưng đối với tôi, những thứ đó thật không hấp dẫn tôi bằng những thứ đồ chơi khác, giản dị hơn nhiều, đó là bộ xếp hình. Bởi vì bộ đồ chơi đó gắn với tôi và với một người tôi yêu thương nhất. Mẹ tôi là người hết lòng vì con. Mẹ nuôi tôi lớn, cho tôi ăn học, nên người mẹ dạy dỗ tôi từng ly từng tí. Tôi còn nhớ năm đó tôi học lớp 2. Trông thấy thằng bé nhà bên có bộ xếp hình rất đẹp. Tôi đòi mua, vừa khóc vừa quay lên gác. Chỉ vài ngày sau, mẹ đã mua cho tôi bộ xếp hình ấy. Từ đấy, tôi say sưa với công việc lắp ráp. Hồi đó, một bộ xếp hình chỉ có ít mảnh thôi, nên mẹ cứ dần dần mua thêm cho tôi. Đến bây giờ, các mảnh để xếp trong bộ của tôi rất phong phú. Tôi có thể xếp thoải mái theo tưởng tượng. Nào là ô tô, máy bay, phi thuyền. Đặc biệt, tôi đã biết xếp hình mẹ tôi. Tóc mẹ tôi đen dài, tôi chọn màu đen để xếp mái tóc. Khi nấu ăn, chốc chốc mẹ lại quay xem tôi xếp thế nào và chỉ bảo cho tôi. Tôi cũng là một thằng học sinh có cá tính, có lần dành bao công sức để xếp một cái gì đó thật đẹp. Lại có đứa trẻ hàng xóm sang phá hoặc dẫm đạp lên. Thế là tôi lăn ra khóc và nói rằng không thể xếp lại được nữa. Mỗi lần như vậy, mẹ thường ôn tồn khuyên bảo tôi phải kiên trì và ngồi giúp tôi xếp lại hình mới. Và chờ đến lúc tôi say sưa với đồ chơi rồi, mẹ mới đi làm việc khác. Có ngày mẹ đi làm vắng, tôi ở nhà một mình với bộ xếp hình. Tôi đã coi trọn bộ xếp hình như bóng dáng của người mẹ yêu thương, tần tảo. Khi mẹ đi vắng, tôi rất hay xếp hình của mẹ. Nó giúp tôi đỡ buồn khi mẹ không ở nhà. Mỗi khi đi học, không được biếu bé ngoan, bộ xếp hình của tôi cũng như đượm buồn giống mẹ tôi. Mỗi khi tôi hư, bỏ đi chơi, không học bài, bộ xếp hình có vẻ không vui. Bộ xếp hình là đồ chơi mẹ mua cho tôi. Tôi giờ đã lớn nhưng vẫn vô cùng yêu thích nó. Với tất cả lòng yêu thương, mong mỏi. Khi nhìn thấy nó, mẹ lại hiện lên trước mặt tôi an ủi, vỗ về khuyên bảo. Chờ mong, mẹ ơi, con sẽ ngoan, để mẹ vui.